Nội dung bài học tiếp theo chúng ta sẽ đi vào thực hiện hạch toán hóa đơn giá trị gia tăng ngày 8 tháng 1, hóa đơn số 364. Và các nội dung trên hóa đơn thể hiện họ và tên người mua hàng là đơn vị công ty cổ phần Retech Việt Nam. Và các thông tin ở trên thể hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Khuôn mẫu Hải Anh. Do đó đây sẽ là hóa đơn bán ra với nội dung xuất bán thành phẩm theo đơn đặt hàng với tổng giá trị của hóa đơn 191.950.000 đồng. Đối với xuất bán thành phẩm theo đơn đặt hàng sẽ bao gồm đơn đặt hàng và căn cứ vào đơn đặt hàng để lập phiếu xuất kho. Khi thành phẩm hoàn thành thì chúng ta sẽ bán trực tiếp cho khách hàng, do đó sẽ không có lập phiếu nhập kho, đồng nghĩa với việc khi hạch toán hóa đơn bán ra chúng ta sẽ không phản ánh lập phiếu xuất kho để xuất thành phẩm bán cho khách hàng. Do đó, ở chứng từ bán hàng liên quan đến doanh thu của mảng bán thành phẩm theo đơn đặt hàng, chúng ta sẽ không phản ánh giá vốn trong phân hệ chứng từ bán hàng. Nghiệp vụ phản ánh đối với xuất bán thành phẩm theo đơn đặt hàng: nợ cho tài khoản 131 làm tăng công nợ phải thu của khách hàng, có cho tài khoản 5112 làm tăng doanh thu của mảng bán thành phẩm, và có cho tài khoản 33311 phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp. Và khi thực hiện việc tính giá thành, chúng ta sẽ phản ánh giá vốn của mảng bán thành phẩm theo đơn đặt hàng, nợ cho tài khoản 6322 và có cho tài khoản 154, tập hợp toàn bộ các chi phí liên quan đến mảng sản xuất để chúng ta có được các thành phẩm đối với hạch toán theo thông tư 133. Còn theo thông tư 200, toàn bộ các chi phí liên quan đến nguyên vật liệu trực tiếp chúng ta đã phản ánh vào bên nợ của tài khoản 621, chi phí nhân công vào bên nợ của tài khoản 622 và các chi phí sản xuất chung chúng ta đã phản ánh vào tài khoản 627. Do đó, thông tư 200 chúng ta sẽ phải thực hiện thêm một bút toán kết chuyển chi phí để đưa về bên nợ của tài khoản 154, có cho các tài khoản chi phí. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện việc tính giá thành và phản ánh giá vốn ở phần nghiệm thu đơn hàng, được phản ánh vào bên nợ của tài khoản 6322, có cho tài khoản 154. Căn cứ vào hóa đơn xuất bán thành phẩm theo đơn đặt hàng số 364, các bạn sẽ thực hiện trên phần mềm như sau. Chúng ta sẽ vào phân hệ bán hàng và tích chọn chứng từ bán hàng. Các bạn sẽ hạch toán đi lần lượt từ trên xuống dưới và hạch toán từ trái sang phải. Tích chọn một nhỏ bán hàng hóa dịch vụ trong nước và xuất bán thành phẩm theo đơn đặt hàng, chúng ta không có nhập kho thành phẩm. Sau đó các bạn cũng sẽ phải bỏ tích kiêm phiếu xuất kho để phần mềm bỏ phiếu xuất và bỏ phản ánh giá vốn. Tích chọn hình thức là chưa thu tiền. Đối với xuất bán thành phẩm theo đơn đặt hàng, các bạn sẽ kích vào phần mũi tên để chọn đến đơn đặt hàng ngày 5 tháng 1. Trong trường hợp chưa có thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt để chọn đến lập từ đơn đặt hàng và quay lại phần mũi tên chọn đúng đơn đặt hàng của ngày 5 tháng 1 cho công ty cổ phần Retech Việt Nam. Phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ các thông tin từ đơn đặt hàng chuyển sang phần chứng từ bán hàng. Và lúc này các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ các thông tin, bao gồm thông tin của khách hàng, toàn bộ các mã thành phẩm tương ứng với số lượng, đơn giá và tổng thành tiền. Các bạn sẽ sửa lại ngày hạch toán, ngày chứng từ căn cứ trên hóa đơn, ngày 8 tháng 1 năm tài chính. Phần mềm sẽ tự động cập nhật sang phần tab hóa đơn. Các bạn sẽ điền hóa đơn số 364. Phản ánh các nghiệp vụ liên quan đến xuất bán thành phẩm theo đơn đặt hàng được phản ánh vào bên nợ tài khoản 131 làm tăng công nợ phải thu, có cho tài khoản 5112 làm tăng doanh thu của mảng bán thành phẩm và có cho tài khoản 33311 phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu ra. Kiểm tra lại toàn bộ mã thành phẩm, số lượng cũng như đơn giá và kiểm tra lại phần trăm thuế xuất. Lưu ý đối với xuất bán thành phẩm theo đơn đặt hàng, các bạn phải sang phần ba nhỏ thống kê, kiểm tra lại toàn bộ đơn đặt hàng để khi thực hiện việc tính giá thành, phần mềm sẽ căn cứ vào đơn đặt hàng phản ánh tổng doanh thu của đơn đặt hàng số 01 với tổng giá trị 191.950.000 đồng đã khớp với tổng số tiền trên hóa đơn. Đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nhiệm vụ. Phản ánh đối với xuất bán thành phẩm theo đơn đặt hàng để kiểm tra chứng từ bán hàng mà các bạn vừa thực hiện,
Chúng ta sẽ vào phân hệ bán hàng, chọn tab bán hàng, chọn kỳ mà các bạn muốn kiểm tra, sau đó nhấn lấy dữ liệu. Phần mềm sẽ tự động cập nhật chứng từ hóa đơn bán ra số 364 ngày 8 tháng 1. Đối với trường hợp hạch toán sai thì chúng ta sẽ nhấn vào bỏ ghi và nhấn sửa để sửa lại các thông tin. Và sửa lại xong thì các bạn phải nhớ nhấn cất để phần mềm cập nhật lại. Hoặc chúng ta sẽ nhấn bỏ ghi và nhấn xóa để thực hiện lại chứng từ bán ra. Và sau khi đã hạch toán hóa đơn bán ra theo đơn đặt hàng, thì ở phần đơn đặt hàng, phần mềm sẽ tự động cập nhật trạng thái của đơn đặt hàng ngày 5 tháng 1 đã hoàn thành và thể hiện giá trị đã xuất hóa đơn bằng đúng giá trị của đơn đặt hàng. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn thực hiện hạch toán hóa đơn bán ra số 364 với nội dung là xuất bán thành phẩm theo đơn đặt hàng trên phần mềm kế toán MISA.